Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát, một kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 12 âm lịch sẽ chỉ rõ cho quý vị biết được bức tranh tổng quát về vận hạn của mình trong tháng 12. Và để từ đó thì quý vị sẽ có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất, giúp cho con đường tài lộc, công danh, sự nghiệp của mình được phất lên như diều gặp gió. Phần luận giải được thực hiện bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy tử vi hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hãy hoàn toàn yên tâm về độ chính xác và chi tiết. Trong phần luận giải này, thầy sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn về những bước đi đúng đắn nhất trong tháng 12 và đồng thời cũng sẽ chỉ ra những phương pháp hóa giải tử vi chính xác nhất và đầy đủ nhất, cùng với đó là chắc chắn hiệu quả nhất, giúp cho quý vị thâu thu tài lộc, may mắn trong cuộc sống của mình. Và không để cho quý vị phải chờ đợi thêm nữa, ngay bây giờ sẽ là phần luận giải chi tiết. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe tử vi của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, mệnh sơn đầu hỏa, không quá đào hoa, tuy cũng có sức hấp dẫn riêng nhưng không tới mức ong bướm theo hàng đàn. Đường tình duyên của bản mệnh cũng không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này dễ rơi vào vòng xoáy của tình yêu với những người đàn ông đã có nơi có chốn. Đôi bên nảy sinh tình cảm sâu sắc nên trước sau cũng phải chịu nhiều tổn thương. Theo phong thủy lộc tài, người tuổi Ất Hợi nên chọn người yêu từ những người bạn xung quanh mình là khả năng thành công và có được hạnh phúc sẽ cao hơn. Tất nhiên không phải lúc nào người ấy cũng có tình cảm ngay với mình. Nhưng nếu bạn quyết tâm thì ý trung nhân hoàn toàn có thể bị rung động trước tình cảm chân thành của bạn. Những gia chủ tuổi Ất Hợi vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của một người nghệ sĩ sống thư thái an nhàn. Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Ất Hợi gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như chuyện tình cảm. Vận trình biến động khá lớn, tháng này là một chuỗi ngày dài dằng dặc với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mình mong muốn. Xét về đường công danh sự nghiệp, trong tháng này bản mệnh khá vất vả để tìm chỗ đứng của mình trong sự nghiệp. Công việc không suôn sẻ dẫn đến tài lộc không như ý. Phải thật sự tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Ất âm mộc gặp tân âm kim nên gọi là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này những gia chủ tuổi Ất Hợi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận. Những tranh chấp xảy ra, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này là tháng khó khăn đối với những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền muộn, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Bản tính thiếu quyết đoán nên có khi đứng trước cơ hội chờ cho, bạn lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những người tuổi Ất Hợi dễ mắc sai lầm, con đường công danh sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu giảm sút. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Ất Hợi để vật phẩm mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về vận trình tài lộc tháng 12 năm 2021 âm lịch,
họa phá tài đang ập đến, tuổi Ất Hợi xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau lại hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, hoặc thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, mua sắm dịp cuối năm. Bạn có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng, tự cho mình, bản thân biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc trong tay của bạn. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Ất Hợi trong tháng 12 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Người tuổi Ất Hợi còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho chính mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Các gia chủ Ất Hợi sinh năm 1995 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng phong thủy tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu, tuổi Ất Hợi vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và bạn không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Tuổi Ất Hợi có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cũng cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cẩn thận, cả bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hề hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 12 năm 2021, tức ngày 4 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 12 năm 2021, tức ngày 16 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 12 năm 2021, tức ngày 28 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 12 năm 2021, tức ngày 13 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa.
ngày âm lịch ngày 23 tháng 11 năm 2021, tức ngày 25 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Ất Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 12 âm lịch này. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi.